Hai, xin chào cả nhà yêu. Cuốn hơn bánh cuốn, Ngam Dược Phù làm clip kể chuyện lên phường sau khi Đô Mỹ Trúc lắc ly rượu vang. Thì hồi tối giờ, hồi sớm giờ tới giờ thì có rất là nhiều vụ rần rần mà nói là có những cái tin là Linda bị bắt về phường, Linda bị bắt về đồn. Thì bây giờ là clip này Linda trần tình nói về cái việc này ha. Có nghĩa là hồi sớm thì bạn Linda gọi Linda là kêu 7 giờ mấy ra ngoài phố đi bộ chơi, đi uống nước. Thì mình vừa chạy tới lúc khoảng 7 mấy, mình vừa chạy tới thì mình thấy đông nghẹt, đông như tôi vừa giữ xe xong. Rồi ha, bốn đứa tôi đi. Trời ơi, bốn đứa đi ra ngoài phố đi bộ. Thì ta thấy vừa đi chưa có được 100 mét nữa. Thì bắt đầu là mấy anh bên trật tự nè, trật tự bảo vệ cũng có nè, dân phòng cũng có. Mới dắt tôi đi. À, mới dắt tôi đi vô phường. Nói là em đi vô phường, đi vô phường. Mấy tôi quay qua tôi nói với mấy bạn tôi. Ôi, đi trước đi, đi qua đường đi, ta trốn trước ta điện. Trời đất ơi, nó dí tới quán cà phê mà cái lớn nhất cái Nguyễn Huệ luôn đó. Tôi chạy, thì vô phường thì tôi cũng không biết gì, tôi kể với bạn nghe luôn ha. Vô phường thì tôi thấy hả, khoảng mười mấy người ngồi vậy đó, đầu xanh, đầu đỏ, tím vàng rồi. Hỏi, ủa chị, thấy chị ra đây bị bắt. Nó nói, trời ơi, tôi không biết mẹ gì đâu. Không, cái này là nói thiệt. Hồi nãy giờ buồn lắm, tức lắm, nhưng mà có sao nói vậy. Vô thì bắt làm biết rồi, bắt mười mấy đứa trẻ trâu rồi, thanh niên có, nữ có, roi choi lóc chóc có, đầu xanh đầu đỏ đầu vàng gì cũng có hết đó. Tôi mới ngồi vậy nè, trong đầu mình cứ nghĩ ủa sao mình bị bắt, mình cũng không biết luôn chứ. Nó gian chấp liền á, nó gian khe ăn thảm thiết luôn. Cũng xui, nói chung là đây là một cái sự xui xẻo của Linda. Hồi nãy giờ Linda biết có nhiều người quan tâm Linda lắm, nhưng mà cũng có nhiều người trái chiều nói là Linda nhiều chuyện. Thật sự các bạn nghĩ đi, Linda không phải là nhiều chuyện, nhưng mà Linda nói cho các bạn nghe nè. Linda nói thiệt là đi uống nước ha, không có biết cái vụ gì. Chị Xu qua mạng bị bắt thì thường xém thật cả ống cống, tét họng luôn á. Vậy mà mấy má chưa gì hết, lúc mà tôi vừa mới cặp bến, tôi vừa ghé vô phường là mấy má chụp hình á, đi Linda bị bắt. Trời ơi, nói nghe nè mấy bạn có đủ đời không? Chưa biết gì hết, cái chụp hình đưa lên rần rần vậy đó. Thì tất nhiên mấy ảnh nó có sao nói vậy, làm việc rất là lịch sự và dễ thương nha, không có này nọ đâu nha. Trời ơi, thì tôi chưa kịp mà đi ra tới ngay cổng phường là tôi thấy mấy má đăng hình tùm lum tá lả, con mụ Linda, con đĩ Linda bị bắt. Nó nghe này mấy bạn, bị bắt với bị mời không? Bị bắt với mời là khác, bị bắt là còng roi hay là đấm roi đâu đâu, còn tôi là được mời về ha, chưa biết cái gì hết. Người ta làm việc rất là lịch sự và đàng hoàng, rất là dễ thương, chứ không phải như mấy má mà Linda rất là lắc. Thì Linda nói như vậy là tại vì Linda nói chung nãy giờ cũng buồn bực lắm, nhưng mà cái này cái xui thôi. Và thì thôi, Linda nói như vậy thôi, mọi người đừng có đằng gần nữa. Linda nói thề với lòng, nãy giờ nói một đứa lời nào mà dai á, mà sai xe ăn thảm thiết luôn đấy ha. Ha, trời, tôi thấy đằng gần quá, tôi vừa mở Facebook ra 100, tôi nhắn hết 100 cái tấm hình mà chụp tôi ngồi trong phường ngon gì nè. Trời ơi, Linda làm clip này trần tình cho các bạn hiểu, và bớt lùm xùm lại đi. Những bạn nào mà nói Linda nhiều chuyện á, thì bạn hãy coi lại bạn coi, nãy giờ bạn không có nhiều chuyện, bạn ít lắm. Bạn đang có 100 tấm hình, nó làm gì người ta hả? Bạn nói nghĩ Linda bị bắt, bắt cái gì bạn? Mời tôi về làm việc ha. Thôi, bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Lên đây mọi người lắm, đây là tôi hiểu lầm thôi, bye bye mọi người.